Những tháng cuối năm 2022, bên cạnh việc thi đua lao động sản xuất, quyết tâm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội, thì việc hoàn thiện những ngôi nhà để trao cho hộ nghèo, cận nghèo cũng được thành phố Bắc Giang đặc biệt quan tâm. Việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này đã nhận được sự ủng hộ và cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thành phố. Năm 2022, toàn thành phố có 24 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí xây dựng trên 6 tỷ đồng. Trong đó các cấp từ thành phố đến phường xã đã trích quỹ vì người nghèo để hỗ trợ được trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra các tổ chức chính trị xã hội khác cũng hỗ trợ hàng trăm triệu đồng. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Phong, hộ nghèo ở tổ dân phố Hòa Yên, phường Thọ Sương vừa được trao số tiền hỗ trợ khá lớn để xây nhà. Gia đình anh Phong thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ anh mất sớm, bản thân anh mắc bệnh nan y nhiều năm nay. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp và họ hàng người thân, gia đình anh đã hoàn thiện việc xây ngôi nhà khang trang. Trong đó, thành phố, phường Thọ Sương và tổ chức chính trị xã hội đã hỗ trợ tổng số tiền 140 triệu đồng. Những năm qua gia đình chúng tôi sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, nhưng được sự quan tâm của các cấp từ thành phố đến phường và tổ dân phố Hòa Yên, đến nay gia đình tôi đã có được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới khang trang rộng rãi. Tôi cảm thấy rất vui, mừng và phấn khởi. Tôi không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp từ thành phố đến phường và tổ dân phố. Để thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp thành phố đã luôn quan tâm, tích cực vận động xã hội hóa để huy động các nguồn lực chung tay hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho người nghèo. Trong năm 2022 thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng đã tham mưu cũng như là xin chủ trương của Thường trực Thành ủy triển khai cái công tác vận động cũng như là ủng hộ tháng cao điểm và chương trình an sinh xã hội của năm. Thế và với cái công tác triển khai vận động thì cũng đã được sự ủng hộ cũng như là quan tâm của các tổ chức, các đơn vị, các doanh nghiệp, rồi các cá nhân có lòng hảo tâm cũng như là nhân dân trên địa bàn thành phố đã ủng hộ rất là cao trong cái công tác an sinh xã hội cũng như là quỹ vì người nghèo các cấp thành phố. Năm 2022, xã Đồng Sơn là địa phương có số hộ gia đình nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở nhiều nhất thành phố. Trong năm, toàn xã có 6 hộ nghèo, cận nghèo được xây mới, sửa chữa nhà ở. Trong đó, kinh phí hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo thành phố là 170 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ từ xã Đồng Sơn là 60 triệu đồng. Từ sự hỗ trợ đó đã giúp địa phương thực hiện tốt mục tiêu xóa nhà tạm cho người nghèo trên địa bàn. Qua quá trình và rà soát, tuyên truyền vận động thì đến tại thời điểm này chúng tôi đã hoàn thiện được 6 ngôi nhà đại đoàn kết, trong đó là có 5 hộ xây mới và 1 hộ sửa chữa. Với cái mức hỗ trợ là 230 triệu đồng, thì trong đó là quỹ vì người nghèo của thành phố hỗ trợ 170 triệu đồng, còn quỹ vì người nghèo của xã hỗ trợ 60 triệu đồng. Thì để đạt được cái kết quả trên là cũng do có sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cái tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là cái sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của các hộ dân. Thì để đạt được cái kết quả tiếp theo năm 2022 thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu với Đảng ủy là sẽ hỗ trợ cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo mà có nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà ở năm 2023 để cho họ có động lực để vươn lên thoát nghèo bền vững. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết, nhà mềm tình thương được xây dựng đã đem lại niềm vui to lớn đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Bởi từ nay, họ không phải nơm nớp lo lắng sống trong những căn nhà tạm đã sập sệ xuống cấp. Thay vào đó, giờ đây nhờ sự quan tâm của các cấp từ thành phố đến địa phương và sự hỗ trợ của gia đình họ hàng mà những hộ này đã có được những ngôi nhà mới khang trang để yên tâm sinh sống và lao động sản xuất. Đó cũng chính là động lực tiếp thêm niềm tin để họ vươn lên trong cuộc sống.